Lăng Nghiêm á là trừ trừ tà, có nghĩa là ai trúng bùa trúng nhãi, ai đang xui xẻo, người nào đọc Lăng Nghiêm á ra đời làm ăn rất là thành công, tại vì không có bị ai lừa gạt mình á, mà nó bị gạt. Và đồng thời á, lúc nào đầu óc mình cũng bén nhạy hết á. Họ thiên chúng ta đầu óc bén nhạy, chứ không phải cờ gù cờ gật, không phải là đi nhạy cảm, dễ giận, cũng không phải là dễ dễ đãi, cũng không phải là dễ giận, cũng không phải là dễ, nói chung á là mình phải có chánh kiến. Ai mà làm sai á là mình phải thẳng tánh, mình nói lại để cho người ta chỉnh, chứ không phải mình nói theo cái kiểu hùm hồ cho người ta giận, phải không? Là Lăng Nghiêm là gì? Mới gọi là bi trí dũng. Hồi nay mà con đi về Việt Nam thì 10 đứa mà đi vô nước Việt á là bị trúng bùa hết, đa số. Nên trước khi đi á, nói phải phụ phải dặn kỹ, đừng có gặp tùm lum. Bển ghê lắm. Lăng Nghiêm á, nó sẽ trị được những cái bệnh mà giống như trong người mình. Đến ngày đến giờ, sắp sửa cái ung thư cổ đi, hay là ung thư vú, ung thư tử cung gì đi, sắp sửa chỗ ra, cái tự nhiên bữa đó mình đọc, tự nhiên nó biến. Nhưng mà một cách rất là mầu nhiệm mà tự mấy con không biết. Mà mình muốn chứng nghiệm nó có hiệu lực hay không á, thì con một đứa, con phải coi một đứa nào mà siêng tu tập mà đọc mỗi ngày đó, với một đứa mà không có chịu tu á, con sẽ nhìn hai đứa theo thời gian á, là cái đứa tu á mặt mà nó sáng và nó ít cái bệnh mà nó vui lắm. À thấy rồi. Còn cái đứa mà Phật tử mà cù cù gật ở trong chùa mà không có đọc á, bệnh đủ thứ, không nhức mỏi á thì cũng đau dai, không đi bác sĩ cũng đi chăm cứu, rồi đi mua ba cái côn trùng hạ thảo gì online rồi nó dụ nó bán. Thế là lãnh tiền già tiền bệnh của Biden bao nhiêu cũng không có đủ bị dụ trên mấy cái đó. Chứ tối ngày đi mua thuốc tây đâu có. Thuốc tây đâu có cho đồ bổ gì đâu. Mà mấy kia toàn là bột nắng lại bỏ một chút mật ong ngọt ngọt rồi bán rồi. Tào lao, tốt như không biết nhiêu tiền đừng có mua mấy cái đó. Thì đa số Phật tử cà gù gật là bị hết tiền là gì? Hết tiền đi sinh con cháu. Con phải làm từ thiện, đưa tiền cho mẹ, mẹ làm từ thiện cho con để con có phước, để gia đình con hạnh phúc. Mà tối ngày về xin tiền con giáo, biết thằng con cũng bực, cái gia đình không có hạnh phúc, con có hiểu không? Đa số là vậy á. Rồi cái cứ lòn lòn ấy, con đi vô cái hũ của mấy ông này hết. Ông về mấy ông hưởng thụ. Cho nên ông nào ông nấy ba bốn cái chùa, mấy cái nhà lầu, mấy người vợ, hai ba gánh con. Ông nào cũng có hết á. Trời ơi, cho bộ sống trong chùa cho bộ rành mà. Ông nào cũng có, đa số. Không có là BD. Như thầy Pháp Bà không có con là BD đúng không? Ừ. Còn mấy ông mà có con là không có BD. Tại mấy con không có phải, không có gần gần mấy ông, không biết cho bộ nói là chính xác. Không có nói để những cái gì mà khẩu nghiệp đâu à. Mà hôm nay vụ không nói, sau này Phật tử nó ồ anh có thần thông, anh là thiên tử, chuyện gì anh cũng biết. Tại sao bao nhiêu cái chuyện mà vậy anh không biết, thì mấy clip này làm chứng. Nhưng mà thù không có execute, tức là không có cố tình, thù chỉ nói thoáng ra thôi. Đứa nào mà dùng cái khúc đó mà bỏ lên nữa là cố tình kiếm chuyện với ổng là ổng mới nên, để cho ổng làm ăn đâu biết không. Nhưng mà thù có nói là để cho bộ hồ thách, sau này người ta không có trách móc. Chúng sanh nó vô minh vậy đó. Còn đứa nào đừng có lấy khúc này rồi để tên thầy Pháp Hòa là BD thì không có nên. Đó là tội nghiệp ổng. Một năm ổng kiếm mấy chục triệu để cho ổng kiếm. Tại tiền nó cũng của Biden không à. Đang tiền già đó, tiền già tiền bệnh là của Biden. Cũng của Mỹ. Người ta đi đâu á có cái băng bệ, băng marketing. Còn mình á chỉ điện thoại này, điện thoại 11 thì bộ mua gần 4-5 năm rồi đó. Cũng thành một cái clip như thường. Không có cần ai mà quảng cáo hồi này nọ. Còn họ thiên, tất cả mấy đứa họ thiên đứa nào có tài, muốn tạo công đức nhiều để về được chư Phật khen với cha mẹ thưởng, thì tự lập mỗi đứa
phải lập một cái website riêng, rồi lập kênh YouTube riêng, rồi lập Facebook riêng, thì nói những cái lời hay, hay đứa nào dở nhất thì làm những cái hình ảnh để mà người ta, như mình chuyển được nhiều người hiểu về cha mẹ nhiều thì là có công đức. Cái đó là tạo công đức rất là lớn. Cũng giống sư phụ không có nhờ có mạng YouTube chứ Facebook thì hôm nay nước Việt Nam đâu có mấy chục triệu người, nước Mỹ này thì con thấy rồi đó, quá đông đúng không, thì cũng là từ cái đó. Thì tất cả những đứa con họ Thiên ở xa ở gần cũng phải hiểu, chứ không phải mình theo Thiên cái mình tối ngày cứ mình cứ không làm gì hết. Mình biết làm gì mình phải làm cái đó. Những cái hành động đó đó trước tiên nó sẽ giúp ích cho thằng chồng mình. Gián tiếp thì mình nói chuyện với chồng với chị em đồ hơi khó nha, nhưng mà mình có cái Facebook cá nhân đó, họ phải là kết bạn mình rồi, anh em ruột mà đúng không, chị em ruột đó, thì gián tiếp mình nói những cái lời đó để mình độ người thân của mình trước, nhưng mà vô tình mình độ luôn một đống người ở ngoài nữa. Tại vì khi mà mình không độ họ đó là họ sẽ độ mình đó, họ sẽ kéo mình đó. Khi mình đã hiểu rõ sư phụ tôi là thiên tử thiệt, là Chúa Xu Tái Lâm thiệt, Minh Dương thiệt, mà có bao nhiêu người hiểu, bao nhiêu người tin, có nhà 8-9 người kẹp kéo ghét thành cua mà vừa sắp sửa về trời bị mấy kia cua kia lôi xuống cái nồi nữa, luộc luôn, địa ngục luôn. Cho nên họ Thiên cũng có cơ hội bị lọt sổ lại. Cho nên mình phải làm cái gì? Mình khuyên người ta tu, cứ nghĩa là mình tu, mình nói những lời hay ý đẹp thì mình sẽ nhớ những cái lời đó, mình thực hành sao, có nghĩa là được cả hai, rồi Mỹ nó gọi là win-win á. Chị về trời, em về trời, chúng ta đi về trời gặp nhau. Còn hơn á là chị không tin, chị kéo em đi xuống địa ngục, ba chị em chúng ta xuống địa ngục, hay là ba chị em chúng ta đi về trời, thì cũng ăn thua là mình không có chịu bỏ một chút thời gian để mà làm một cái trang riêng cho mình. Mà trang này không phải là trang vui chơi nha, trang mình nói những cái lời hay ý đẹp về đạo thôi, những cái hình này thôi. Ví dụ con chỉ cần chụp một cái tấm hình con đứng đây thôi, cái đó có thể độ cả nhà con được á. Nhà con hỏi ô cảnh đâu đẹp vậy, cái họ mà chịu lên Thiên Long Sơn là cái điển thiên của cha mẹ chư Phật ở đây vuốt đầu họ là họ tin rồi. Đây là thánh địa, cái núi này nó có cái dòng hào quang bao phủ, ai lên đây cũng đều sẽ tai nạn, bệnh tật sẽ giải trừ, rồi người trầm cảm cũng thành ra vui vẻ phấn khởi, hung dữ lên đây nhiều lần cũng trở thành người hiền nữa. Núi này nó có nhiều cái nhiệm màu lắm, chưa có ai mà hung dữ mà lên đây không thành người hiền hết. Cái thằng dân chơi mà xăm mình đi mà nó chịu lên kìa, khổ cái là nó không có chịu lên, nó bị chướng ngại, nó không có lên. Mà nó chịu lên rồi, mà lên vài lần rồi thì tự nhiên mấy vị độ hết. Tại mấy vị vô hình ở đây rất là đông. Đại tử, lâu quá không gặp con. Bệnh ấy sao? Bệnh gì? Bà cứ nức ho, sổ sổ rồi. Ho quá, con bị ù tai, con nói với sư phụ. Ho hả? Dạ. Giờ thì con bớt rồi, nhưng mà ăn đêm cũng bị ho. Nó có cái bệnh mới gì á, con giống như có phải cái đó không? Dạ không. Không, không bữa lên hôm 30 tháng 4 con lên thì con bị cái phấn hoa, cái bữa về cái ho hoài. Trời, lâu dữ gì đó. Dạ. Giờ đeo mặt nạ vô đi, này hiện giờ nóng nóng nè, phấn hoa quá trời xung quanh kìa. Đeo vô đi. Dạ. Ngồi bị về ho nữa.